Hi, Phạm xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game King Legacy. Trong video lần này thì mình sẽ đại chiến với tứ hoàng Big Mom. Thì mụ ta cũng đã chính thức lộ diện, thì sự hiện diện của mình ở đây để trấn áp mụ ta. Thì các bạn thấy cái dòng chữ The Monster không? Thì các bạn phải treo từ 4 cho đến 6 tiếng thì mụ ta sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở cái khung giờ đó. Thì khi mà có cái dòng chữ The Monster ở phía sau thì một giây tiếng Anh nữa thì đọc không được, nên các bạn thông cảm. Thì sau khi mà có cái dòng chữ đó lú đầu hiện diện thì các bạn cứ xuất hiện bên đây, thì các bạn sẽ trấn áp với mụ Big Mom. Một người, thậm chí hai ba người vẫn có thể đánh tốt chán, nhưng mà có điều á, thời gian các bạn bỏ ra thì nó hơi lâu. Còn đông người càng đông càng tốt, nhưng mà với cái lượng đam các bạn gây là không biết có đủ đam hay không. Thì mụ ta đằng kia kìa các bạn, trời đất ơi. Ủa, đó là ai vậy ta ha? Mình nhớ là cái bàn tọa bự lắm mà. Sao lại mụ bé giật é đây? Ghi ấy. Đây là mụ Big Mom nè bạn. Trời câu, ôi. Có con Rometheus khà mà lúa bạn. Ôi, sử dụng năng lực trái quỷ số ru luôn. Mạnh lắm. Mạnh hơn hẳn mình luôn. Được. Lên bằng nữa. Chúng ta không chơi được keo này thì chúng ta bày keo khác em. Bày chừng nào mà mình quýnh chừng nào cho lết mụ Big Mom nè thôi. Để coi thử coi. Trời. Con rết kìa bạn. Vừa vô thấy triệu hồi con rết đánh sấm sét luôn, ghê lắm. Đánh. Mình cũng có vậy. Để xem thử coi là hàng giả với hàng chính hãng như thế nào ha. Nhưng mà mình thấy hàng chính hãng dữ hơn. Nhưng mà hàng mình cũng mua bằng 3.000 Robert mà, chứ đâu phải là bánh bèo hạt é gì đâu mà sợ mụ ta. Ở đâu rồi? Mụ ta giờ âm thầm trốn đằng sau bàn tọa. Mình thì mình đứng góc này mình đánh xuống. Ngon. Chiêu ti à, đánh à, chỉ không được xa ha. Nhưng mà với phạm vi nửa màn hình thì chiêu thức của trái quỷ linh hồn Soru vẫn chơi tốt chán. Đam thì phải nói là cực kỳ to. Có điều chiêu thì nó không được hầm hố làm lố, chiêu khá là đơn giản. Nên là mấy bạn xài trái quỷ này hơi bị hụt hẫng. Nhưng mà nếu mà các bạn có điều kiện á, rồi trái quỷ mở bán á, thì cứ mua xài thử một lần cho biết đi các bạn. Tại vì mình review á thì cũng chưa chắc là đúng mà. Tại vì mình trải nghiệm nhiều game quá, nên là review có nhiều thứ rất là sai sót. Thì cũng mong mấy bạn thông cảm bỏ qua ha. Chứ nó cũng không đúng hoàn toàn 100% đâu. Mỗi bạn cứ xài thử trác quỷ rồi đưa ra sự cảm nhận riêng của mỗi bạn, coi là trác quỷ nó đỉnh cao cỡ nào, nó rồ vít cỡ nào, hay là nó xí đú nhường nào. Còn bây giờ thì với năng lực trác quỷ này thì mình có thể đại chiến ngon lành cành đào cành chuối. Luôn cái củ mì của mụ Big Mom thì rất là đơn giản, giản đơn, rất là dễ dàng, không có gì mà khó khăn hết. Nó cứ đứng xa mình phà vậy, đứng xa mình phà vậy. Thì mụ Big Mom nào chịu cho nổi. Giờ là dụ ra phía sau bàn tọa rồi. Thì đứng đây thì đâu có bị rết đánh trúng, hay là Rometheus để phà lửa trúng đâu. Trời ơi, bậy nha. Mới nói mạnh miệng, mới phán, vừa mới phán rết lại gõ đầu mình. Đứng xa tí nữa coi, tới không? Rometheus đánh tới không? Không tới các bạn ơi. Giờ nó phải xích lại xíu nữa, ở phạm vi này là ổn rồi nè. Ở phạm vi nè, Rometheus đánh tới nè. Zed cũng đánh tới luôn. Thôi, chiêu này thì bó tay rồi. Chú xê phà không tới à. Kè không chảy tới bộ Big Mom mà, thôi bó tay đi. Chúng ta nên đổi một cái chiến lược và cái chiến thuật khác á. Chứ mà đứng mà phà cái kiểu này thì tới sáng bộ Big Mom cũng không chết nữa. Tại vì phạm vi đánh đâu có tới đâu mà bộ Big Mom chết được. Mình muốn là bộ Big Mom phải đi chầu âm ti, phải ok rong rong, chứ không phải ở đó sung sướng cuộc đời. Nên là bây giờ cứ B và V mình cứ bam thẳng vào. Còn đồng đội sử dụng Biga, rồi Doku. Rồi hồi nãy mình thấy ai sử dụng Yushi vậy? Bato sử dụng Yushi. Bato hình như có Yushi vĩnh viễn đó các bạn. Không biết sao Bato có Yushi vĩnh viễn nữa. À, giàu có quá nên mua mà. Giống mình thôi. HV mới tài trợ cho Bác Tô trái quỷ Yuji vĩnh viễn. Tại vì Bác Tô lúc trước thức tỉnh chưa ở rồng á,
Nên là bác Tô quyết định thức tỉnh xong trái quỷ Yuji vĩnh viễn. Nhưng mà ngặt nổi á là bác Tô vừa mới ăn trái trái Yuji vào á, mà bây giờ còn trái bơm rồi trái gura rồi thêm trái bít mơm nữa. Đó là HV kêu anh cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để em lo. Ghép thẳng cho bác Tô trái Yuji vĩnh viễn mà không biết là bao nhiêu Robert thôi, mình cũng không có để ý tới nữa. Để cho bác Tô sau này rảnh rảnh làm clip review mà có thể bỏ đi trái quỷ Yuji cùi củ chuối để ăn một trái quỷ khác xịn sò hơn nha. Nhưng mà bác Tô thấy tiếc cái gì các bạn. Tại vì đồ mới nhận từ HV cũng bằng Robert mà, nên giờ lấy đánh với mũ bít mơm luôn. Chứ mình thấy chiêu thả thả với cục đá đó chả ăn nhầm mũ bít mơm là bao quá à. Trời ơi, vừa mới nói không ăn nhầm chứ con không muốn ăn hành nha mụ. Mụ đừng có bày cái trò đó. Vừa mới nói dứt câu tưởng lâu lâu xuất hiện chiêu thức, xuất hiện ngay con rết gõ đầu mình còn 18k máu luôn. Đúng độc, nên né xa xa ra. Tại vì mình tiếp cận gần á, để mình có thể áp dụng được cái chiêu ít với chiêu C á. Tại chiêu C dùng đam đã lắm. Rồi cầm thêm vô ru để mình phức cỏ bờ nữa nè. Mụ rong rống liền. Mụ ở trỏng là chỉ có biết là núp lùm chứ sao sao cái bàn tọ thôi. Dám lết ra đây. Mà thôi, đừng để mụ ta lết. Cái góc đó là tụi mình gài mụ ta vô á. Mụ ta cũng có tự động mà luồn vô trọng trời cũng đánh nữa. Có con rết đó mang ra xài hoài ha. Mà mình cũng có con rết với con Romitius mình mang ra xài hoài mà. Chiêu mình có nhiều đó thôi chứ. Nè nè nè, cái chiêu C đó đam to lắm mọi người. Ở đây thì thấy chiêu C với chiêu B là đam, với đó là dồn đam cực khủng luôn. Chiêu của Romitius mạnh hơn chiêu của Z á. Còn chiêu Z thì đánh vừa bị khựng nữa. Rồi phải canh hướng đánh được các kiểu. Chứ mà một khi mà sức chiêu ra đó không thể nào mà thu hồi được. Mà một khi mà không thu hồi được đó hả, thì sắp mặt ăn hành tím tái. Ý, mụ mơ mình như lê lết lăn lóc ra rồi kìa. Nó không trốn được sao bàn tọa nữa. Rồi xuống đây quém luôn, xuống đây hấp hành kho xả mụ ta luôn. Đó, mình quýnh mụ ta từ từ cho mụ ta nhích vào trong kìa. Quýnh luôn, áp luôn. Rết Romitius gì ra chiêu đi. Đó. Trời ơi, mới nửa cây vậy hả? Ủi, mụ già rồi trâu thì chứ. Trâu. Trâu kinh khủng luôn. Trâu lắm các bạn ơi. Cực trâu luôn. Chứ không trâu không gọi là Raibot. Đánh 1-2 phút chết thì đây chỉ là một con boss bình thường chứ không phải là Raibot ha. Tại vì đánh mụ ta có đồ legend á. Nghe mấy bạn đồn đại rằng đánh mụ ta lấy được một cái đầu lửa, lấy được một cái kiếm của mụ ta đang cầm. Ghê lắm. Không biết là có được hay không. Nhưng mà mình thấy mình chuối bị nhiều. Nhưng mà trái nhiêu đó đủ đam hả? Tại vì hai chiêu của Romitius dồn đam kinh khủng lắm. Rồi cộng thêm chiêu của Z nữa thì đam càng thêm đam. Mình giờ đủ đam chắc rồi. Giờ chỉ bây giờ á hả? Nằm chờ sung rụng, há miệng chờ sung đồ gian yêu ngự thôi. Giờ không đánh cũng được nữa. Mà thôi đánh chỗ lẹ bằng. Trời ơi. Cái chiêu đó nhiều quất ra hơn cây. Còn có 30k máu. Bởi thì chứ. Vừa thấy mình xài chiêu mà mụ ta bắt trước luôn. Vậy là mụ ta có Romitius. Mụ ta không biết xài nữa bạn ơi. Mụ ta xài gà rồi. Một trái quỷ cũng tương đối bá đạo như thế này mà vô tay mụ bít bơm này hành phế là sao ta. Mà ngược lại mới đúng các bạn à. Một trái quỷ ổn định sát thương vô tay mình hành phế. Nhưng mà giờ chiêu nó vậy rồi sao? Phải xài lâu mới biết được. Chứ xài một ngày hai ngày thì không thể nào mà nắm rõ được đâu. Phải tập cách BB rồi kết hợp với đẩy kia. Rồi tập cách đi ải. Rồi ra chiêu sao cho hợp tình hợp lý nhiều cái lắm nó. Mụ ta ra chiêu hợp lý rồi. Trời. Cái kiếm đẹp lắm các bạn ơi. Cái kiếm đẹp lắm. Chủ yếu là lại mình sao cái kiếm thôi. Chúng có gì rồi cái kiếm đã lắm nha. Nhưng mà không thấy cái đầu lửa của mụ ta. Cái đầu lửa đâu ta?
cái đầu lửa khi mụ ta biến thành God Rider đâu rồi? Không có, không thấy đầu mụ ta bốc lửa. Mụ ta còn phản đầu 1/2 máu à. Vậy thì cứ bao nhiêu chiêu chúng ta dồn thẳng thôi. Dồn chừng nào mà lên bụi lên sình cũng cơm thôi. Đâu rồi? Ở bên đây. Đó, cứ đứng xa xa cái mình sử dụng con sết với Prometheus vào là mụ ta ok rống. Chịu gì thấu. Gặp bên ngoài bắn Pika. Rồi Levini thả mấy xà dương nữa phun. Còn bác Tô thì mình thấy là cứ chọi gạch mụ ta bạn à. Bác Tô sử dụng trái quỷ du si cứ lộm mấy cục đá, lộm mấy gạch chọi thẳng vào. Làm như là bắn cò à. Bác Tô đâu ta? Không thấy nữa bác Tô xài gì vậy. Lúc nãy mình thấy xài được trái quỷ du si. Chắc thấy tình hình là không ổn à. Bác Tô trở máng hay sao ta? Vẫn còn xài. À nè bác Tô nè. Vẫn xài Yuji các bạn ơi. Hút 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 nè. Mà Yuji á. Cái game này một thừ nha. Một thừ cử ngựa bắn cung. Giờ Yuji hết thừ lộm dây thun bắn rồi rồi. Mà thấy bác Tô xài chiêu cũng hầm hố lắm chứ. Đó đó. Cái chiêu đó đó, lúc trước ăn tiền đó. Đó đó đó, cái chiêu kéo kéo trọng lực xuống vậy á. Lúc trước mạnh lắm. Trái quỷ Yuji lúc trước được đánh giá là một trái quỷ farm boss cũng như là farm cấp mạnh nhất game này luôn. Nhưng mà thời đó đã qua, thời huy hoàng nay còn đâu. Yuji bây giờ yếu đến nỗi mà phải có cái đợt thức tỉnh để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà game bỏ ra chắc ngậm đắng ngát chu lè chu lét. Mình thấy game bỏ ra em sợ luôn. Đi ải lần có 5 game mà. Đi chục ải. Có được 50 game rồi may mắn có thêm game trong lúc đi ải nữa. Có thể là một ải thì có thể được 10 game. Ngoài khi được 6-7 game tùy theo nhân phẩm. Còn không có nhân phẩm thì đi giết xong ải boss easy á. 30 quay á. Thì chỉ được có 5 game mà. Bởi vì đau lòng. Còn đi khó đó thì phải kéo đủ người mạnh vào mới đi mới nổi 30 ải đi xong được 15 game. Trời ơi. Mà thấy thức tỉnh cái thấy cái con số game lận 100-200 nhìn thấy nhiêu nhíu không? Nhìn thấy rống, nhìn thấy núp bụi liền. Nghĩ sao cho vô đó game. Thức tỉnh xong trai quỷ 400-500 game. Ok rống. Ủa nói vậy mụ biết mồm đi chưa ta? Từ nãy giờ nó hơi bị lạc đề. Chúng ta bây giờ quay trở về đề chính nha. Là mụ biết bom này từ nãy giờ sao chưa toan nữa. Tao con mụ trâu dữ vậy. Tao có trâu gì trâu như khủng long thế. Mình tưởng đâu cốt trâu cốt bò. Mà giờ lên tới cốt khủng long cốt cá nhà táng rồi. Mạnh quá đi trời. Xài chiêu cũng bá đạo nữa. Quýnh dồn đam bao nhiêu đó mà bốn người mà. Bốn người đánh nãy giờ thì chắc là sắp xong rồi đó. Bây giờ thì chỉ cần chờ đồ văng vào người ai mà thôi. Chắc chắn là mình. Chắc chắn là mình nè. Không có chạy vào đâu được á. Không có ai trồng khoai đất này nữa đây hết á. Mình là người sẽ lụm đồ cho các bạn coi. Đó hay lắm. Năm game. Trời ơi. Đừng ai có đồ nha. Móc ra là tức tối lắm. Có ai có không? Không. Ni hả? Hay là Hùng? Không ai có nè. Có là họ móc ra rồi. Ngon. Chả có gì hết. Vậy thì chắc là phải treo thêm để đánh lại. Chừng nào có đồ thì mình sẽ lấy những món đồ đó review cho các bạn xem. Chắc video đến đây cũng nên tạm dừng được rồi. Gửi lời cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau. Thôi đánh quá trời đánh luôn. Và bây giờ trớt của bắp. Bye bye nha.